trong khu miền núi vườn nhỉ. Đây đây đẹp. À, đang giống quê em thôi. Nước này này sẽ giống quê em. Đúng rồi, tôi đọc này này. Mọi người cứ tưởng tượng là mình đang đi ở trong rừng tràng trà sư nhá. Mỗi thời là mình đi ô tô thay một chuyến thôi. Thái Thụy. Bây giờ hai bên đây mối ai nói thấy thì đó đây. Rồi mất công mất đấy. Mọi người ơi. Ai nói thấy thì đó đây. Ôi giời ơi, ăn cái gì rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.